Vậy bây giờ em nói anh thì nè, đó, anh có như vậy thì anh cứ ra tàu đi, vậy đi anh. Anh nói bây giờ á, anh muốn giải quyết cho em đẹp đó. Em đẹp thì hai đứa mình cứ ra tòa ký đơn bây nha. Giờ cha mẹ anh á cưới em lại nhà, cưới em đàng hoàng. Bây giờ em thương chứ em phải nói chuyện anh, với cha mẹ nhưng mà đàng hoàng ký đó. Cái đăng ký kết hôn là ai ký, em ký với anh ký hay là cha thì mẹ thôi bây giờ ký? Nói nhà phân ra 2 giờ á, ý của nó không còn thương con nữa thì thôi con chia tay nó đi. Bây giờ là bây giờ em đẹp, nếu em đẹp thì cứ lên tòa đi vậy. Qua chị, bây giờ mẹ bây giờ nói nhiều cái là qua bển gặp mẹ con nói chuyện, bây giờ là nói chuyện đàng hoàng, hai Ủa mẹ anh, con nói chuyện đàng hoàng. Em qua anh lên đây anh chỉ cái việc là anh muốn em lên, có mặt để mà lên tòa lý dị mà. Mình sao qua bển đây nè, không phải một lời, mình qua bển mình gặp người lớn nói chuyện ở đây rồi xong cùng nhau đi ra tòa lý dị chứ không phải mà ép em buộc có ở lại. Đó anh ơi. Bây giờ em không tin tưởng ai được chứ, em đi đâu chứ. Em chỉ muốn ra tòa ly dị. Chúng phải nói là ghi nhận rất nhiều các cô chú ở tất cả tỉnh rất xa để về đây nhờ anh em ở Chí Bình Dương ghi hình để đăng tin để tìm người thân. Đặc biệt là trong cái thời gian gần đây nhất thì đa số là tìm vợ và tìm chồng. Hôm ngày hôm qua mới đây thì anh em ở Chí Bình Dương ghi hình và đăng tin là gọi là hai bà thông gia và một em trai để về đây nhờ anh em ở Chí Bình Dương ghi hình để đăng tin để tìm vợ. Thì đến giờ phút này là anh em đã nhận được thông tin và hôm nay thì cũng đã mời tất cả mọi người mời một cô hiện là mẹ của em gái ngày hôm qua về đây và em trai là chồng. Và đặc biệt là hôm nay tìm nhân vật là một cô dâu cũng mới cưới ở trong thời gian cũng mới có nửa năm thôi. Để hiện nay cái câu chuyện là cũng chưa biết là ai đúng ai sai trong câu chuyện này và bỏ đi lý do gì. Hy vọng là cô chú anh chị xem theo dõi hết video này để biết rõ đâu là sự thật. Dạ xin phép xin chào toàn thể gia đình mình nhé. Dạ con xin phép chào cô nhé. Dạ thì ngày hôm qua thì cô về đây cùng với bà thông gia, cùng với con rể đúng không ạ? Dạ thì ai cũng mong muốn là tìm được con. Còn cái câu chuyện này về sau thì mình tính tiếp. Nhưng đến giờ phút này là cũng rất may mắn đúng không ạ? Là cô đã có cơ hội được gặp con gái. Dạ phải con gái cô không? Cô hôm nay là cô vui hay cô buồn? Vui à? Vui mà sao mình khóc? Vui mà sao khóc? Vui mình phải bình thường chứ vui sao khóc? Vui là tìm được con đúng không? Nhưng mà rất tiếc là không được cả hai vợ chồng con và không được hạnh phúc đúng không cô? Thôi thì bây giờ thì mọi chuyện là dù gì thì nó cũng là duyên số của mình, không mong muốn điều đó xảy ra. Đúng không? Ai cũng mong muốn là con lớn lên trưởng thành, xây dựng gia đình, có vợ có chồng, có cuộc sống ấm no hạnh phúc, đúng không ạ? Nhưng mà đó là không, mình không thể quyết định được, cô ạ. Rồi mọi chuyện nó diễn ra rồi, hy vọng là cô ấy cố gắng kìm nén nha. Rồi chào em trai. Hôm qua em đi về đây cùng với mẹ vợ, cùng với đặc biệt là cùng với mẹ của em. Về đây thì nhờ anh em ở Chí Bình Dương ghi nhà đăng tin là mục đích chính là tìm vợ. Và em cũng nói rõ là cái câu chuyện là tìm vợ về là mục đích chính là để ly hôn. Để đường ai nấy đi. Dạ, đúng không? Mà trước khi ly hôn là muốn vợ về Sài Gòn gặp mẹ, nói chuyện cho nó đâu ra đó. Đàng hoàng tại người lớn, muốn biết chuyện ra sao. Thôi là cưới hỏi đàng hoàng thì bây giờ ra đi thì đàng hoàng phải nói chuyện đàng hoàng với người lớn. Rồi bắt tay cũng như là cùng nhau đi ra tòa đi vậy thôi chứ không có gì. Anh thấy nhiều cái câu chuyện nhiều cuộc tình ấy ly hôn á. Anh thấy người ta cũng rất vui vẻ. Ra tòa thì mỗi người cầm tờ giấy về ai cũng vui. Mỗi người lên xe muốn như nó tại vì mẹ sáng nó mệt nó đi được nó muốn ấy gặp được nó nhắn nó rồi kêu về chuyện dưới đi gặp mặt đi gia đình đi nói chuyện giải quyết trong êm xuôi. Hôm nay em gặp được vợ. Dạ. Là bao nhiêu thời gian này em chưa được gặp vợ? Cũng hơn tuần rồi. Hơn tuần. Đến giờ phút này em thấy vợ có gì khác không? Em nhìn kỹ xem sao. Hơi xanh hả? Ốm. Ốm hơn. Ốm hơn thì có thể là suy nghĩ này hoặc có thể là phải lo công việc. Hoặc là suy nghĩ về nhiều vấn đề khác liên quan đến cuộc sống hôn nhân gia đình. Có thể nhiều lý do lắm. Đúng. Nhưng mà ai suy nghĩ thì mình mới biết được thôi. Chứ còn mình không thể đọc cái tâm trạng suy nghĩ của người khác được. Hôm nay này thực sự là em còn mong muốn là hy vọng này vợ về sống với em không? Nói chung là cũng hy vọng nhưng mà mình hy vọng cha mẹ mình thôi. Cha mẹ mình thì nói chung là muốn nói chuyện với con dâu. Nhưng nếu mà ba mẹ em, gia đình em á. Mà thông cảm mà có thể là bỏ qua được tất cả những lỗi lầm gì mà không may mà vợ ai mắc phải. Bởi trong cuộc sống hôn nhân thì không có thể là ai mà có thể là nói trước là không có sai. Em ạ, ai cũng có lúc sai. Nhưng mà có thể là hy vọng là vợ em sẽ sửa sai được và gia đình em nó thông cảm. Nếu như vậy thì em có chấp nhận không? Mình gọi là nếu cha mẹ thực sự là thông cảm bỏ qua được thì em cũng chấp nhận. Trước đây là mình yêu nhau là anh hỏi lại em, ngày hôm qua anh hỏi rồi. Nhưng bây giờ anh muốn hỏi lại em, bởi vì đây có vợ em nữa. Là trước đây mình yêu nhau là bao nhiêu năm? Quen là cỡ 6 năm. 6 năm. 6 năm. Lúc đó thực sự là mình có yêu dữ không? Lúc đó là mới, lúc sau là khoảng 4 năm mới giữ.
Còn là 2 năm đầu là yêu yêu hơi hơi đúng không? 4 năm sau là tấn công mạnh hơn. Đây nó là một cuộc tình của em là 6-7 năm liền, 6 năm. Em thấy yêu như vậy là nhiều ít? Nhiều, yêu khi nó khi không muốn suy nghĩ tới người khác á. Khi gặp mấy đứa khác nó cũng mình cũng không thấy nó thấy bình thường, không bằng cái người vợ mình. Thì yêu lâu rồi mình có nhiều tình cảm hơn. Lúc mà thực sự là em có muốn là lúc mà đang cái cuộc tình đang yêu ấy, em hy vọng là cái cuộc hôn nhân sắp tới là sẽ bền vững và sẽ hạnh phúc không? Hôn nhân nó bền vững lắm, anh con nấy cái gì người ta. Cũng mong muốn là có vợ, có chồng, có con gái, đúng không? Có gia đình, có như mọi người, đúng không? Ai cũng mong muốn điều đó thôi. Nhưng mà đến khi mà em vợ bỏ đi như vậy, em thấy có hụt hẫng không? Nó hơi hụt hẫng. Trong cái thời gian mà sống với nhau cưới chính thức mà là đến với nhau cưới nhau á, 5-6 tháng liền, em thấy là mình sống với nhau có hạnh phúc không? À, mới sống chung cỡ tháng mấy là thôi, với lúc trước thì cưới rồi thì chỉ sống được có 10 ngày rồi nó ngược nơi. Sao vậy? Tại vì em làm dưới quê, giờ em làm trên đây. Sao mình không 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 sống cùng ấy, xu xếp lại công việc? Có khi khi về quê rồi mà vợ không chịu la dưới là không có chuyện gì làm, như công việc cái này ổn định. Thì cũng đồng ý rồi, cũng như là vợ làm đang như là chiều làm, chiều điện thoại thăm. Lâu lâu mình có thời gian dưới quê mình lên mình thăm vợ. Rồi hôm Tết rồi mới nghỉ công việc cái dưới. Bỏ hết tất cả dưới. Đồ đạc máy móc bỏ hết rồi mới lên đây làm. Là hai vợ chồng? Hai vợ chồng làm, để cùng làm nhau. Vậy cùng nhau. À, mình có sự bàn bạc tính toán từ trước không? Dạ. Có bàn bạc không? Hai chồng có bàn bạc với nhau không? Chung là không có bàn bạc. Không bàn mà sao cứ kéo lôi đồ lên ở chung như vậy là... Tại vì có nói với bà chị hai là nói chắc qua Tết chắc lên vợ làm chứ ở đây mình nên quá buồn. Làm được mà về nhà buồn, không có vợ buồn. Sao em không nói thẳng với vợ? Để xem vợ tại có... Tại mình muốn mình lên mình làm này đi theo vợ cho nó bất ngờ chút. Chứ lúc đầu cũng có kêu nhưng mà tại vì muốn ở quê, tại vì gần Tết ở quê làm thì nó đỡ. Chứ công việc chứ. Công việc của em hiện nay đến giờ phút này là có ổn định không? Không, làm tới trên đây anh rồi nghỉ về Sài Gòn, làm ở Sài Gòn. Nhưng mà theo khả năng của em này, nếu bình thường vợ em không có làm gì hết, mà anh nhìn thấy nhiều câu chuyện rồi, vợ không làm gì hết, và không phải vợ không muốn, nhưng mà chồng không muốn, chồng muốn là nuôi vợ và muốn chiều vợ và người ta thương á, bởi vì mỗi người có kiểu thương khác nhau, không ai giống ai hết á. Có người thương không bắt vợ đi làm hết, có người thương thì cho vợ đi làm. Nhưng mà theo em, nếu vợ em không đi làm này một mình em có nuôi được không? Sau này có con em nuôi được không? Nuôi được. Nuôi mình, không, mình làm có tiền, mình chịu làm là có tiền. Mình khi mình không chịu làm mình lăng bông á, mới không có tiền thôi. Sợ nhất là mình làm biếng rồi đúng không? Đúng rồi, không có gì bằng làm biếng, nhưng làm biếng đâu có, làm biếng ở đâu có làm gì được. Trước đây mình có hứa hẹn là thề lon hiện biển, hẹn biển gì không? Nhưng mà cũng có. Cũng có hứa hả? Yeah. Nhưng mà đến giờ phút này cái cuộc tình này, em thấy là yêu nhau từ lâu đúng không? Ở với nhau thì chẳng được mấy. Rồi bây giờ để em, vợ em hiện nay đã về đây rồi. Anh sẽ trò chuyện với vợ em xíu. À, xíu nữa tiếp tục với gia đình mình trò chuyện với nhau. Để hy vọng là cái câu chuyện này được sáng tỏ. Mà nếu còn duyên, em ạ. Nếu còn duyên thì mình tiếp tục. Còn không còn duyên thì đường ai đi. Ở đây là tụi anh không có ép bất kể ai nha. Tụi anh có trách nhiệm đăng thông tin để tìm kiếm thông tin nha. Để hy vọng là gặp nhau để nói chuyện. Đó, còn ở với nhau hay không là tùy gia đình quyết định nhá. Ok chưa? Rồi chào em gái. Em cho anh biết em tên gì? My hả? Em nói chuyện lớn tiếng được không? Em sinh năm mấy? Em sinh năm 1996. 96 hả? Hai vợ chồng em vậy là bằng tuổi nhau hả? Dạ. Em là hiện nay ấy, trước cái thời điểm bỏ đi ấy, là tại sao em bỏ đi? Tại vì á, trước khi cưới là chồng em không nói với em cái vấn đề là nợ nần này kia. Nhưng mà sau khi cưới á, em phát hiện là chồng em nợ nần. Nhưng mà em đã hỏi nhiều lần lắm, chồng em giấu. Ngay cả khi là em nói chuyện riêng với chồng em vẫn giấu. Và em chỉ nói là cụ thể là thiếu chỉ có một chỉ vàng thôi. Xong rồi em cũng có khuyên là lên làm với em đi. Xong rồi á, hai chồng làm, rồi trả nợ. Đó, cái đó là em nói nhiều lần lắm. Cha mẹ em, gia đình bên em vẫn khuyên chồng em không đi. Chồng em không hề nói cái vấn đề nợ đó luôn. Rồi sao nhiều lần lắm nói chuyện xong anh đừng có xen vô, hồi nãy anh nói chuyện em không xen vô mà. Xong rồi cái có một lần cha em về, tại vì Tết á là em về trước, công ty em cho nghỉ về trước, cha em về sau. Xong rồi họp lại nói chuyện thì chồng em khai ra là thiếu 20 mấy triệu. Thì lúc đó em có nói với mẹ em á là sao mà kỳ vậy, tại sao lúc mà
con hỏi ảnh á, ảnh nói anh Hiếu chắc mình chỉ vàng thôi, thì em thấy nó không có là gì hết á, nhưng mà em cũng buồn lắm, tại vì đã là vợ chồng tại sao lại không thông qua với em làm như vậy. Sau một cái chuyện đó nói ra 20 mấy triệu thì mẹ em nè, cha em nè cũng năn nỉ em, từ bỏ qua này nọ đi, em thấy thì mẹ vợ chồng mà mình gặp như vậy mình thôi, thì em nghĩ em cũng gán nghe lời cha mẹ em vẫn ở, là chồng em vẫn đi lên đi làm. Xong đi lên đi làm một thời gian, có một hôm người dưới quê á lại nhà chồng em đòi nợ, tại vì ba chồng em ở nhà không có biết chuyện gì hết á. Xong rồi mẹ chồng em coi cái camera á, thấy mẹ chồng em mới gọi cho em hỏi là có biết chuyện đó không, thật ra là em không biết gì hết. Xong rồi chồng em về rồi là em hỏi chồng em là lại ra thêm một mớ nữa là 20 mấy triệu nữa, còn 20 mấy triệu, 10 mấy 20 mấy triệu, đó là cái tiền hụi em đó, anh đừng có xen vô của em, anh được không, anh tôn trọng em đi anh, chút tiền nó đó. Đó thì anh cũng thấy rồi đó, em không có sống với một cái người mà qua mặt em hết lần này tới lần nọ được, em cảm thấy mình bị tổn thương lắm. Em cũng nói với chồng em là bây giờ em không còn thương nữa, bây giờ qua mặt em như vậy em không có sống được nữa, em cũng nói thẳng với gia đình luôn, gia đình em cứ khuyên em là ở đi thôi, cái gì mà thôi. Mà em hỏi anh á, cuộc sống hôn nhân không có sự tin tưởng á, sao mà bền lâu được, em không có nào mà quên được mấy cái lần nói dối đó, em không quên được. Em mới nói bây giờ mình cứ hồi trước mình thương nhau mình mới cưới nhau, bây giờ á coi như là anh thương em lần cuối đi, ly dị đi. Em có rồi á, chồng em đòi sống đòi chết, em mới khuyên á, em nói á là không có sống chết gì hết, em chỉ muốn ly dị thôi. Cái chồng em nói là cho thời gian 1 tháng gì đó để mẹ chồng em khỏe đi rồi tính. Em mới nói là cái chuyện này á, chuyện của hai đứa lớn rồi, hai đứa có thể tự quyết định cái cuộc đời của hai đứa. Còn chuyện mẹ á, thì á, từ từ mẹ cũng nguôi ngoai, chứ không lẽ không nguôi ngoai, nhưng mà bây giờ anh với con mình, nó sống không hạnh phúc thì cứ thôi thôi. Thì á, em nói vậy không được. Cái cứ năn nỉ em vậy đó, người đầu sống rồi chết, em mới nói là có tin nhắn đàng hoàng, em nói là em không có muốn ai sống ai chết hết, em chỉ muốn ly dị thôi, em không muốn bị giày vò vậy nữa. Sống với một người mà mình không tin tưởng, người ta cũng không tin tưởng mình nữa, thì mình sống mình làm gì? Rồi em cho anh hỏi này, dạ. Trước đây là hai người là thực sự là yêu nhau đúng không? Dạ đúng rồi. Bởi vì một cuộc tình mà 5-7 năm là phải nói là chắc chắn là sẽ yêu nhau rồi, không yêu nhau không bao giờ mà dạ, mà đồng hành bên nhau mà thỉnh thoảng trò chuyện với nhau đúng không? Nhưng mà trong cái thời gian quen á là cũng có cái vì sự tin tưởng đó, mà cũng chia tay nhiều lần lắm, chứ không phải là trong khi quen mà không cãi vã. Thì chắc chắn rồi. Đúng rồi. Một cuộc tình dài như vậy mà, đúng không? Dạ. Có nhiều người còn chặn tin nhắn của nhau đó cơ. Cãi lộn nhau, gây lộn, chia tay nhiều lần lắm. Nhưng mà thật ra không phải là tự nhiên em bỏ đi. Em đã nói với chồng em rồi, em nói là bây giờ em không còn cảm với anh nữa, em muốn đi vậy đi. Chồng em cứ lo vấn đề là mẹ chồng em bệnh này kia, thì nghe tin chị không nổi. Em mới nói là em với anh đã lớn rồi, hai đứa là quá đủ cái tuổi để quyết định cuộc đời của nhau rồi. Đợi em cho anh hỏi này. Khi cưới, em chia sẻ là vừa rồi em chia sẻ là khi cưới xong và em phát hiện được, đúng không? Đầu tiên là chồng em nói là chia sẻ là thiếu có 1 chỉ vàng thôi, khoảng 1 chỉ vàng, là 4-5 triệu gì đó. Nhưng về sau té ngửa là em mới phát hiện được là thiếu khoảng trên dưới 20 triệu. Nhưng mà chồng em có đến khi mà thiếu cái tiền đó thì cái tiền đó là tiền cũ ngày xưa hay là tiền lúc cưới? Cái lúc mà chồng em vay mượn hay là làm gì đó thì em không biết, không có liên quan. Với em là cái số tiền đó lớn hay nhỏ? Em thấy nó cũng không quá lớn, nó cũng không quá nhỏ, nhưng mà vấn đề ở đây là niềm tin thôi. Rồi cái số tiền đó thì theo em nghĩ là tiền đó là tiền chơi bời cờ bạc hay là tiền ăn xài? Em nghĩ thì ăn xài đâu tới nỗi như vậy, tại vì chồng em chơi đá gà em biết từ hồi nào tới giờ lận. Rồi xong nhiều. Rồi xong rồi sau đó này cái cuộc trò chuyện ấy là 20 triệu và cái chỉ vàng đó là kết thúc chưa? Dạ kết thúc rồi đó anh. Rồi không, cái lúc đó là chồng em không có nói gom vô chỉ vàng nữa. Chồng em chỉ nói thiếu có 20 mấy triệu thôi. 25 triệu mấy. Dạ đúng rồi, không có nhắc tới một chỉ vàng nha anh. Đó là em đã hỏi rồi. Anh ơi chốt chưa anh? Chồng em nói là chỉ có thiếu 25 triệu mấy đó, không có nhắc tới một chỉ vàng đó. Rồi sau đó? Dạ rồi sau đó lên đây bể ra. Bể ra nhiêu nữa? Thì một chỉ vàng đó giống như nó khoảng 16 triệu. Bây giờ anh giải thích cho em nghe này. Có nhiều người đàn ông người ta giấu nhưng đây là anh không bênh ai hết, anh không đứng ở phía nào, anh là người trung gian đứng ở giữa, anh muốn giải quyết cho tụi em là êm đẹp, một là tiếp tục ở với nhau và không ở với nhau nữa là tùy.
anh không ép, anh không cấm mà anh không cản nhá, bởi vì không phải việc của anh nhá. Anh chịu trách nhiệm là tìm các em để nói chuyện, ok chưa? Đó, và hai bên để có cơ hội được gặp mặt để nói chuyện với nhau, nói chuyện cho nó êm xuôi, cho nó êm đẹp nhá. Cái số tiền anh nghĩ một chỉ vàng hoặc trên dưới 20 triệu tăng đầu, đến khi em phát hiện được, rồi một thời gian sau nữa, ít bữa sau nữa, anh không biết là bao nhiêu, em nói là phát hiện được 10 mấy 20 triệu nữa với anh như này, trừ giá cái số tiền đó mà khi cưới xong rồi chồng em âm thầm đi chơi bời nha, thì mình có thể mình không chấp nhận được mấy chồng giấu. Những cái số tiền này dù chơi bời đá gà hay không, bởi mình yêu nhau là mình đã chấp nhận rồi nha, mà nó chỉ có mấy chục thôi, 30-40 triệu tất cả. Anh nghĩ số tiền này không lớn, hoàn toàn không lớn. Nếu chồng em thực sự nghĩ em là vợ và chồng em tu tỉnh, anh nghĩ là có mấy chục triệu thì làm vài tháng là có rồi, nó không có gì phức tạp mà khó khăn. Với điều kiện là nếu chồng em thiếu chỗ đó, chồng em âm thầm thiếu mà giấu đi, và sau đó lấy em rồi sinh, gọi là sống với nhau một thời gian mà chồng em tiếp tục chơi bời như vậy, thì đó là không chấp nhận được, vì chồng em giấu em nhiều lần. Nhưng đây là những số tiền cũ ngày xưa, có nhiều người anh ấy, anh đặt ra nhiều cái tình huống khác nhau. Có nhiều người phụ nữ lấy chồng, đến khi té ngửa phát hiện được chồng thiếu, âm thầm thiếu hàng nhiều tiền, người ta cũng chấp nhận là người ta trả cho chồng. Nhưng mà từ đó giờ đi là hai vợ chồng không có, gọi là không có vay mượn, không có thiếu chỗ khác nữa, nhưng mà tập trung nhau để trả những số tiền chồng hoặc vợ cũ ngày xưa thiếu, đó là bình thường. Anh nghĩ nó không có gì lớn nào. Vì vậy cho nên anh nghĩ là nếu thực sự ngoài cái câu chuyện tiền bạc thì tụi em không có khúc mắc gì, thì anh nghĩ là nếu mà để bỏ nhau một cái cuộc tình ấy, anh thấy là thực sự rất đáng tiếc. Bởi vì hiện nay là hai bên chưa lừa dối nhau cái gì. Nếu như chồng em thiếu tiền đá gà mà đi quen cô gái khác, âm thầm trốn chui trốn nổi, cặp nọ cặp kia, em phát hiện được, cái chuyện đấy là anh thật là không chấp nhận được. Kể cả bản thân em cũng vậy, đúng không? Thì hai bên đều không có thể chấp nhận được nhau. Nhưng đây là chỉ là vấn đề tiền bạc mà trước đây đôi khi là không ai muốn chia sẻ là cái tật xấu của mình. Nhưng mà tìm hiểu với nhau thì mấy tháng, mấy năm liền thì chắc chắn là cũng hiểu nhau về nhau, đúng không? Thế nhưng mà vì mấy chục triệu này đôi khi là chồng em sợ em buồn, đó, chồng không nói ra để trả từ từ. Ví dụ lương tháng 10 triệu này, đưa vợ 9 triệu còn giấu đi 1 triệu trả, từ từ nó sẽ hết. Anh nghĩ nó cũng chẳng có gì to tát cả. Nếu mà ngoài cái số, ngoài cái lý do đó ra thì em không còn cái lý do nào nữa mà em bỏ chồng, mà em đặc biệt là em không sợ mẹ buồn. Bởi vì hôm qua mẹ em về đây khóc, mẹ em nói là em duy nhất chỉ có một người con. Anh không biết là thật hay không, nhưng mà anh thấy là mẹ em chia sẻ như vậy chắc chắn là đúng. Mà một người con mà bây giờ em thấy, anh chưa biết là cái cuộc hôn nhân sau này nếu có thể em đã hạnh phúc hay không. Nhưng mà hiện tại mà nếu phải bỏ cuộc hôn nhân này thì chắc chắn là bản thân em này không biết có vui hay không, nhưng mà mẹ em là người buồn nhất. Mẹ em, người được sinh em, là chắc chắn là mẹ em là người buồn nhất. Bởi vì không một người mẹ nào mà mong muốn con mình xây dựng, lấy vợ lấy chồng, đúng không, mà cưới được vài bữa mà bỏ nhau cả. Bởi vì hôm qua anh hỏi mẹ em và hỏi mẹ chồng, là mẹ của em trai, là hai bên là hôm cưới là có chúc nhau rượu chè không, thì hai bên là có mới chúc, cũng chưa có quên được, chưa có nguôi được, bởi vì mấy có mấy tháng à, người ta cứ cưới vài chục năm mà. Cái phong tục ngày xưa nó khác thì có thể còn quên được, nhưng đây mới đây à, vui chưa, liềm vui chưa được bao nhiêu hết. Ở đây không phải anh dành lời để anh nói chuyện để bênh ai hết, nhưng ý anh đang muốn giải thích như vậy. Hy vọng nếu ngoài câu chuyện này ra thì em có nhiều cách để giải quyết, không nhất thiết là phải ly hôn nhau. Thật sự là không phải là nhưng mà thật sự đối với em á, em đã nói đã là vợ chồng thì đừng có giấu nhau gì hết, nhưng mà chồng em đã giấu, em không chịu được đó. Nhưng mà giấu, nhưng mà bây giờ đấy, bây giờ thì chỗ đấy giấu rồi, nhưng bây giờ phải công khai 50-70 triệu gì đó đó hàng tháng anh vẫn không xâm phạm. Ví dụ nhân lương 10 triệu anh trả, anh đưa cho em 8 triệu đó, em giữ, em muốn xài gì xài, còn tiền này 2 triệu anh nói thẳng là tiền này mỗi tháng anh giữ là 2 triệu, anh uống cà phê, anh là tiền anh đổ xăng hay là tiền anh trả nợ, dần dần thì hết rồi thôi, thì đó là bình thường. Nhưng trừ giả chồng em hứa mà chồng em tiếp tục thì lúc mà có thể là em sẽ thay đổi ý định. Còn chồng em anh thấy là hoàn toàn là một người đàn ông, anh không khen đâu, nhưng mà đẹp trai, bản lĩnh, lấy đâu cũng được vợ. Bản thân em bây giờ lấy đâu cũng có thể được chồng. Yeah. Nhưng mà em hình dung người phụ nữ mà đã bỏ chồng, thôi chồng ấy, lấy người chồng thứ hai chắc chắn là để mà tốt đẹp thì có, không phải là không có, nhưng rất ít em ạ. Anh nói nghiêm túc, nói thật, dù rằng em chưa có con, đây là cái chuyện rất nghiêm túc. Đôi khi em rất gặp may mắn em mới gặp một người khác tốt đẹp hơn chồng mình thôi. Đôi khi là em bỏ người chồng này, ông giấu em 50 triệu, 40 triệu, em gặp ông khác này, ông lay ông nhậu, mai ông xỉn cơ. Ông ngoắc cần câu, anh mới chia sẻ cái câu chuyện này,
vợ làm mồi cho chồng nhậu sáng đêm luôn, thương chồng mà. À, nhậu xong chồng đái quần luôn, rồi sau đó phải dọn cho chồng mà vẫn một lòng một dạ, em thương anh lắm, anh đừng bỏ em đó. Còn đây là em chỉ có mấy chục triệu, anh nghĩ là mấy chục triệu thì nó không có gì mà Xong nữa. vấn đề đó, Ừ. xong rồi em cũng Nếu mà không có vấn đề đó là em cứ nói có thật. quyết định là bỏ đi, cho tới khi em đọc được tin nhắn của mẹ em với chồng em là đòi nói em là bị dính bùa, đòi gỡ bùa em này kia, em sợ quá em mới bỏ đi. Bây giờ lại còn vấn đề dính bùa. Bùa ngải vấn đề đấy anh không phải là anh không tin. Nhưng mà anh nghĩ là có thể có xảy ra nhưng mà không phải rơi trường hợp đó. Bởi vì chồng em và gia đình em và đặc biệt cả mẹ em nữa nha. Mọi người bàn bạc mà có thể là đưa ra nhiều rất nhiều lý do và ý kiến, không phải là thiếu mấy chục triệu mà tự dưng vậy là em bỏ đi là một điều vô lý. Vì vậy mọi người sợ em bị bùa ngải gì đó, sợ bị vấn đề tâm linh gì đó, cho nên người ta mọi người làm ý như vậy để mục đích tốt cho em, để mong muốn em về thôi. Tại cái lúc mà nói chuyện mà Ừ. gỡ bùa này kia là lúc đó em còn vẫn còn ở nhà chứ không phải là em đã đi rồi. Nhưng mà thấy em tâm trạng bất bất ổn chẳng hạn, Em anh bình không ở thường với mẹ em cho nên anh không biết được cái tâm trạng của em. em bình thường Ừ. Thế là vì vậy nên anh nghĩ là những cái câu chuyện này không gì to tát, bởi nhưng mà vì em đã quyết định rồi, em sẽ không có ở với một người mà em không tin tưởng gì được, em sẽ ly hôn. Còn cái vấn đề đó, chồng em hôm qua chia sẻ trên clip là chỉ muốn em quay về ký giấy ly hôn em, chỉ không có đâu, không có mà yêu cầu thêm một cái vấn đề là phải gặp ai hay ai cả. Nhưng mà hôm nay chồng em lại kêu em như vậy, em không đồng ý, em sẽ không đi gặp ai hết, em chỉ đi lên tòa ký giấy, em sẽ không gặp ai hết. Cái đó là em nói thật, nếu mà em quyết làm định đúng thôi. ly hôn thì anh nghĩ là tụi em bây giờ nó dễ lắm, nó không khó, ai cũng có thể lấy vợ lấy chồng được bình Dạ đúng rồi, thường. cái mục đích Ừ. chồng em lên đây ngày hôm qua, chồng em chỉ nói muốn gặp vợ em, muốn vợ em ra mặt để mà lên tòa ký ly dị, một là hai bên cùng nhau ký ly dị đó đó, chồng em chỉ nói như vậy thôi. Thì bây giờ em đã có mặt rồi thì lên ký ly dị thôi, tại sao lại yêu cầu em đi gặp người Nhưng mà này người kia. anh hỏi lại em này, tại sao nhất thiết mà chỉ có mấy chục triệu thôi? Em con người em là vậy, đã là vợ chồng thì không có tin tưởng là không sống được. Nếu vậy á, nếu anh nói thật lòng với em như này, ở trên đời này không ai có cái gì mà đúng hết. Dạ đúng rồi, Bản thân em anh cũng chưa biết nhưng mà em cũng chưa thể khẳng định em sau này em đúng hết được. người này không ai hoàn hảo hết, Đúng rồi. nhưng mà nếu người ta thương mình, người ta đã không giấu mình như vậy. Nhưng mà nếu nói thật thì đến lúc em buồn. Em buồn nhưng mà em vẫn tha thứ, đã là chồng em Nhưng mà chắc rồi. gì đã tha. Đến đến giờ phút này em biết là em đã tha đâu, đúng không? Đó em nói vậy Thế đó. nên vì vậy bây giờ anh chỉ nói em thế này thôi. Cái câu chuyện hôn nhân vợ chồng là do tụi em quyết định, ba mẹ em cũng không có quyền. Dạ đúng rồi, em đã đủ tuổi để quyết Ừ. định rồi. Nhưng mà nếu thực sự mà em quyết định một cái anh thấy này là quá vội. Em suy nghĩ nhiều lắm anh, chứ không phải là mới Không, đây. suy nghĩ nhiều thì chỉ có mấy chục triệu, không có như vậy đâu. Anh đã thấy rất nhiều câu chuyện hiện nay, kể cả mẹ em, chắc chắn là mẹ em tuổi này mẹ em sẽ biết ở quê hoặc gần nhà hoặc bạn bè. Những người phụ nữ khác ấy, có thể là người ta còn bị đánh nữa cơ, không may chồng nó nóng giận đấy, bây giờ chồng nó bạt tai ấy, nay nó đá gà mai đá vịt cơ, mà thậm chí chẳng đem tiền về nhà nữa kìa. Nhưng đôi khi người ta vẫn chấp nhận, người ta khuyên chồng rồi sau đó cuộc tình thì vẫn cứ tốt đẹp. Còn chồng em thì hiện nay là đã đánh em chưa, chửi em không, Có bữa đó nhắm đánh rồi, vẫn còn thèm anh. xém là hù rồi đúng không? Đó thì em không biết. Hay là nói anh nè, Dành giật không điện có thoại anh gì việc điện quào. thoại thôi, Đấy đâu đó có gì đâu. là bữa Sợ. đó nói với em tăng ca mà không, trong khi đó công ty không tăng ca mà đi về ta chẳng 9 giờ mới về, em mới giật điện thoại em coi là đi đâu đó, chứ không phải là em quýnh hồi đó giờ em chưa quýnh bao giờ, nói thiệt. Anh nghĩ là nếu chồng em thực À, sự mà ra anh có tin bây giờ vợ quýnh chồng chưa, quýnh chồng quýnh một đầu gối luôn có đó, anh thấy có rồi, em khi nào giờ em chưa quýnh phụ nữ ở chồng trong khi tán đó đó. vợ tán chồng thì nhiều Dạ có. ở trong khi đó em biết hết. Em bây giờ là em bây giờ là không ấy, là em về Sài Gòn em lấy cái bằng chứng em lên là tất cả em có hết, là trong vòng trước khi cưới là trong vòng đó hết công ty, là làm gì làm gì em biết hết, là vợ em làm gì em biết hết. Thì bây giờ em nói anh Thì nè, đó anh có như vậy thì anh cứ ra tàu đi vậy đi anh mà anh bây nói làm giờ chi. anh muốn giải quyết cho em đẹp đó, À, em đẹp thì hai đứa mình cứ ra tòa ký đơn bây nha. giờ cha mẹ anh là cưới em lại nhà, cưới em đàng hoàng, bây giờ em xuống em phải Em nói với chuyện anh với là, cha mẹ nhưng mà đàng hoàng đó cái đăng ký kết hôn là ai ký, em ký với anh ký hay là cha thì mẹ thôi. Bây nhau giờ ký nói nè, phân ra 2 giờ á, ý của nó không còn thương con nữa thì thôi con chia tay nó đi. bây Giống như giờ nếu là nó bảo bây là em giờ đẹp, nếu đây nè, em đẹp thì cứ lên tòa đi vậy. qua chị, bây giờ mẹ bây giờ nói nhiều cái là qua bển gặp
mẹ con nói chuyện, bây giờ là nói chuyện đàng hoàng, hai Ủa mẹ con anh, nói chuyện đàng hoàng em không qua chứ. lên đây anh chỉ cái việc là anh muốn em lên, có mặt để mà lên tỏ lý dị Đúng phải, mà. mình Sao bây qua giờ bển nói đây chuyện nè, một lời nữa không vậy? phải một lời, mình qua bển mình gặp người lớn nói chuyện ở đây rồi xong cùng nhau đi ra tòa ly dị chứ không phải Không, mà ép em buộc có ở đi lại. đâu đó anh ơi. Bây giờ em không tin tưởng ai được chứ, em có đi đâu Không biết chân á. làm sao chân, mẹ Em chỉ muốn ra đi tòa ly đâu dị. Bây giờ hai đứa Thì lớn trong bây khi giờ đó, anh nói năm em nói mấy anh đi á, rồi trong khi đó một bây tháng giờ mấy lên đi đây thôi. em làm á, một ngày chỉ đưa em 20.000, 30.000 thôi mà trong vòng một tháng 20 ngày đó, một tuần lấy 50.000 xăng. Làm công ty 7 giờ làm tới 9 giờ rưỡi 10 giờ tối, khi 10 giờ rưỡi 1 giờ. Rồi đó. Đổ xăng hôm nào giáp bộ chưa? Có bữa em hỏi bữa anh hôm kìa. Là cặp bao nhiêu em đưa bao nhiêu? Thì nói đưa 20, em đưa 20 lúc trước đâu có gì đâu, đưa đúng 20. Dạ lúc trước đâu có gì đâu, lúc trước lấy vợ chính là khổ nhỉ, 20, đương trăm đúng không, không lấy vợ thì tiền nếu mà ủa không phải là cái ảnh nói là đưa anh trăm này kia mà em không đưa đâu, em hỏi là anh cần bao nhiêu, em còn nói là đưa nhiều quá không được, đưa nhiều quá không được, em còn nói đàng hoàng là đưa tại nhiều vì không nói được. Vợ chồng mới lên mà đâu có dư giả nhiêu đâu mà đưa nhiều thì em một hai trăm, em nói anh một tháng 20 ngày em chưa biết mà tờ mà 200.000 hay sao đó, chưa nhìn thấy đồng 200 bao giờ, chưa nhìn thấy 200.000 hay sao đó. Thấy thì hai đứa này nó cứ vậy hoài rồi sống cũng nhưng mà em nói cái câu chuyện nên kết thúc ở đây đi, thì đứa mà gọi mình cứ ra tòa đi vậy đi, bây giờ không có nói nhiều thôi, rồi hai vợ chồng mà hết duyên hết nợ là đường ai nấy đi đi, tại vì tại vì á ép cho bà chịu về nó không thương nhau là không phải là muốn nếu kéo mà quan trọng là người lớn thôi, người lớn mình muốn cho xuống nói chuyện mình cứ hỏi đàng hoàng này, mình xuống nói chuyện với người lớn đàng hoàng đi, không ép buộc hết chứ, cuộc tình không ép buộc chứ. Thì mẹ nói thì em nói anh á, con đã ngày hôm qua chồng em lên nói như vậy, phải chứ chồng em kèm thêm một câu á là bây giờ vợ em có mặt thì em phải đi qua bển nói chuyện, thì lúc đó em chịu ra thì em đã đồng ý cái yêu cầu đó, còn bây giờ thì em ra cái anh nói thêm cái yêu cầu đó em không chịu. Bây giờ cái yêu cầu của anh ngày hôm qua kêu em về có mặt ra tàu đi vậy, cùng nhau đi vậy, em đã có mặt ở đây. Bây giờ hai đứa ra tòa nhau đi vậy, không có gặp mặt hay là nói chuyện hay là ai hết á. Bây giờ ý nó muốn chị thì thôi con với nó ra tòa rồi hai đứa nơi rồi khỏi con. Ủa có em với anh lớn rồi anh ơi, chứ không phải là 16, 17 tuổi. Giờ lớn nhưng mà con bây giờ con muốn gì nói chuyện đi. Cái đó là ước muốn của anh, em không có cái nhiệm vụ phải thực hiện cái ước muốn của anh. Trong cổ. Mà lúc trước là vợ em bảo em đá gà, em có đá gà không? Không, lúc trước là năm ngoái anh có anh, nhưng mà năm đã, nay đã năm lớn nay không? Là không có đã lớn không, nói chung là cũng có cũng nhiều mà tiền đó đâu phải tiền thiếu đá gà đâu, tại tiền đó mình ngu mình mượn nợ người ta, người ta không đưa thì mình gánh đúng không? Thì em nói với anh đó là cái câu chuyện mình nên kết thúc ở đây thôi, đứa nào không bây giờ cứ đi vậy đi chứ em sẽ không đi đâu hay là gặp ai hết. Bây giờ mình lớn rồi thì mình không sống hợp với nhau nữa thì mình ly dị thôi, chứ bây giờ em phải giải thích gì nữa. Bây giờ mày nó muốn thôi, nó muốn đi đâu đi, giờ con cứ thoải mái gì đi mẹ. Em mẹ không có cái có nhiệm vụ là phải nữa rồi. Thực nó hiện cái yêu cầu của anh đi luôn, mẹ cũng không còn liên quan nó thiệt. Có một đứa con thiệt, nhưng mà ngày giờ này nó làm cha như mẹ là không còn cái gì đứa chơi rồi. Ơi. Thì mẹ nó cũng mệt. Bây giờ ra tòa đi. Bây giờ là mẹ muốn hai bên gặp. Nó gặp tiếng loạn trọng vậy đâu thì phải nhất thiết mà rồi làm sao? Ép buộc đâu, ép buộc mà. Nhưng mà anh đừng có nói hai ba lời. Ngày hôm qua anh nói một cái lời đó thì anh nói lời đó đi, anh đừng có thêm yêu cầu này yêu cầu nọ nữa. Em có cái nhiệm vụ là phải thực hiện cái yêu cầu đó của anh. Buồn hả? Rồi. Cuộc tình thật sự cuộc thì tình em quá ngắn. Cái anh này em đã không tin tưởng em thì bây giờ cứ ly dị thôi, em phải đi gặp người này người kia để làm gì nữa, trong khi đó ảnh nói là muốn giải quyết im đẹp thì bây giờ ra tòa hai đứa đi lị quá im đẹp. Thôi hết duyên thì thôi, dạ, hết duyên rồi. Thì vợ chồng đường ai nấy đi đi. Kết thúc ở đây thôi. Thôi đi coi. Đừng có nói gì nữa, chơi thôi. Thì mình chờ to. Bây giờ là ở Sài Gòn, anh nộp đơn ở Sài Gòn, em xuống em ký, được không ký thì thôi. Đó, thế. Thì bây giờ bây giờ là em bây giờ xuống dưới công việc em cũng nhiều. Bây giờ em nộp đơn ở Sài Gòn. Đó. Là mình đâu phải là cái người ấy đâu, tại vì vợ em đã bôi đi trước, em có lý do em phải đưa nốt đơn ở dưới. Chứ phải là em người sai đúng không? Thôi bây giờ là đồng ý là ly hôn đúng không? Dạ. Cuộc tình chấm dứt, dạ. Phải không? Nhưng mà sau này mình dù gì vẫn là bạn với nhau, đúng bạn rồi, tốt dạ. Được không? Dạ không. Được không? Dạ. Sau này ví dụ là hai bên là một bên cưới vợ cưới chồng là vẫn mời nhau bình thường chứ? Không, bạn tốt thì không bạn tốt rồi đó. Sao kỳ vậy? Thì bạn bình thường thôi. Bạn tốt bình thường chứ? Thôi tốt quá kỳ đó. Sao cái có này gì đâu? Để mà cái này bây giờ hai người chọn ra một cái ngày nào đó, mình thống nhất một ngày nào đó đi, cái mình ký luôn, giải quyết cho xong luôn. Dạ đúng rồi. Đỡ tốn cái thời nay, gian. Hôm nay được thì cứ hôm nay đi. Hôm nay em có cầm đơn không? Không, cái giấy dễ tại vì em đi làm công ty em khó nghỉ lắm anh, tự nhiên hồi xưa nhưng mà chắc chắn là anh hiểu là khó nghỉ rồi anh biết, hay nhưng mà chắc chắn là mình phải hẹn nhau một ngày đó để ký thì hẹn ngày nào nhá, được không ký thì vậy,
con vậy đó, dứt khoát thì kìa con níu kéo con khổ. Bây giờ gọi là hết duyên thì mình đành lòng chấp nhận thôi. Không phải níu kéo mà cứ kêu em đi qua gặp nó. Em trai gọi điện cho mẹ em đi, để mẹ em nói chuyện đấy mới mới. Em trai gọi điện cho mẹ em đi. Sáng ngủ anh mới ngủ được chứ sáng anh tối ngủ được. Sáng đi là còn ngủ. Mệt. Không mà chị Xu chắc chị cũng chấp nhận vậy thôi. Thì ngày hôm qua có mẹ chồng em vẫn kêu ừ em về đây. Thì có mặt thì em ra tòa đi vậy thôi. Anh thấy buồn thay với cuộc tình ấy. Yêu nhau hy vọng đúng không? Mẹ nghĩ là bữa nay đi qua đây đó thì mẹ khuyên nói gì không được thì thôi giờ con cũng chấm dứt nó đi kìa thôi để con kéo dài con khổ nhiều chứ không làm gì chứ. Ồ, rồi đi con làm con nói là con không có nấu khéo mà quan trọng là giờ gặp mẹ con bây giờ người lớn ở bển bây giờ không thì em về em gặp mẹ chồng xíu bây giờ không dạ tết giờ không có gặp ai hết trơn về con dâu mà không gặp mẹ chồng nó gia chồng nó bây giờ là nó phải cái gì đó phải về nói chuyện đàng hoàng. Nhưng mà nói rồi hôm qua nói làm sao thì bây giờ em thực hiện đúng cái lời nói ngày hôm qua em sẽ nói không là gặp ai mẹ cả có mặt bây giờ là mẹ khác gì khác nói chuyện là không có mặt đâu phải ừ xuống chứ bắt buộc anh phải nhất thiết ừ anh ơi anh em đâu người ta mỗi người không lẽ mỗi người á cặp vợ chồng người ta ly dị người ta phải đi qua trình người này trình người kia không có trình tại vì mình lịch sự biết không mình biết lịch sự á mình mẹ thì chồng đó, mình anh cứ cho đây. Em là một người không lịch sự đi không phải là không phải lịch sự thì anh cứ dứt khoát đi đừng có nói nhiều đó kiệt ơi nói nhiều mắc hay lắm anh bây giờ kết thúc câu chuyện này anh ơi em cũng muốn nói nhiều đó. Rồi bây giờ ấy là ý vợ em là nó cũng muốn là ly hôn. Thôi bây giờ thế này theo thì anh nha. Em cũng thôi chứ phải là không muốn kéo tại vì em quan trọng là người lớn. Gặp qua thôi. Chị gặp người lớn nói chuyện cho dễ, người lớn nhau chúng như phải yêu cầu vợ em đâu. Bà vợ luôn qua gặp hai bên nói chuyện đi rồi hai đứa nói gì. Cô là ý cô tại muốn về gặp bà thông gia để nói chuyện với hai bên là chấm dứt không? Chấm dứt thì bây giờ cho hai đứa thôi chứ giờ. Đó bây giờ là hai bên tự nhiên mới cứ đây giờ tự nhiên cái giờ thôi rồi cô phải hai bên gặp mặt nói chuyện nhau hai bên thông gian ngồi nói chuyện với nhau cho dễ đàng hoàng này kia nó dễ chứ. Em nói anh á mỗi một cặp vợ chồng sống không hợp nữa đủ tuổi đăng ký kết hôn thì không sống hợp nữa cứ ra tòa đi vậy chứ không có việc gì quan gặp người này gặp kia anh đừng có xen vô cái miệng của em được không không phải xen anh nói cứ lịch sự này kia rồi anh cứ lịch sự không kiệt được học lại lịch sự đi anh ngày nào hết. Mà em... trước tụi em yêu nhau có hai cái nhau không? Dạ cãi hoài à. Trời đất quỳ thật cãi không hợp, không hợp rồi. Không hợp. Nhưng mà kết thúc ở đây đi anh. Hai người là tuổi này là có hợp nhau không? Dạ. Tuổi này mình trước đi cưới là có xem thầy không? Thầy có định ngày không? Thầy cũng nói tốt mà. Thầy nói tốt. Ông thầy nói tốt là chắc được 500 ngàn rồi. Cũng chắc cũng thầy 500 rồi. Dạ bây giờ thì mình kết thúc cái rồi bây giờ thế này. Ở đây là anh em không ép bất kể ai, bất kể một chuyện gì nhá. Kiệt nhá, My, mấy lại cô nha. Ở đây là anh em mà muốn giải quyết một cái câu chuyện êm đẹp. Dù gì bây giờ cũng gặp nhau rồi, có cơ hội để nói chuyện với nhau rồi. Bây giờ là rõ ràng là hai bên đều đồng thuận ly hôn. Chỉ có điều là thống nhất là bao giờ ly hôn thôi, bao giờ là chính thức ký thôi thì hai bên tự thỏa thuận. Nhá, tự liên hệ với nhau không có gì phải chặn tin nhắn hay chặn điện thoại chi vậy. Nhá. Không có gì phải chặn cái nọ chặn cái kia. Để mình còn trao đổi với nhau về mặt giấy tờ nữa. Thiếu cái gì bổ sung cái gì nhá. Được chưa? Mi nhá. Chứ không có gì mà phải ảnh hưởng gì cả, không có sợ. Mình nhá. Câu chuyện ở đây đi. Ừ. Kiệt nhá. Thì thôi gỡ cho nó hết vậy đó. Thì bây giờ kính thưa cô chú anh chị bạn, đây hiện nay là cái câu chuyện là ngày hôm qua thì anh em mình chị Bình Dương đã từng ghi hình một cái câu chuyện là hai bà thông gia ngồi nói chuyện nó là khóc buồn lắm. Và em trai về đây chia sẻ là tìm vợ. Không biết lý do nào đó mà vợ bỏ đi, không rõ lý do nhưng đến giờ phút này đến cái lý do thì nó rõ ràng. Nó rõ thì rõ là như thế này còn thực sự là về sâu thăm thẳm bên trong ấy, thì nó nội tình thì còn cái gì đó hai bên giấu nhau hay không thì anh em đại loại là cũng chưa có khai thác cũng không biết. Hy vọng là câu chuyện này xin phép được kết thúc ở đây. Cô chú anh chị xem cái video này thì cũng chắc chắn là cũng đã hiểu đúng không ạ? Ai thì cũng có lỗi sai, con người ta thì không có thể ai là hoàn thiện hết được, nhưng hy vọng là nếu thực sự mình còn thương nhau thì mình có thể là chấp nhận và bỏ qua được, còn nếu thực sự mà không thương nhau thì nhỏ thì cũng thành to, mà yêu nhau thì to thì cũng thành nhỏ nhé. Rồi hôm nay anh em mình chị Bình Dương sẽ ghi hình và sẽ chia sẻ tất cả thông tin của gia đình mình. Để hy vọng là các chú, cô chú anh chị, mọi người sẽ hiểu được cái câu chuyện trước là tại sao đi tìm nhé. Gia đình mình đồng ý không? Yeah. Rồi cô nhé. Rồi chúc gia đình mình thường lộ bình an, việc nào ra việc đấy. Mình vẫn là tình bạn tốt của nhau, ok chưa? Sau này cưới hỏi đàng hoàng hai bên thì một bên lấy vợ, bên lấy chồng vẫn mời nhau bình thường. Có gì đâu, chẳng có gì cả. Nhá, chúc phúc nhau. Đúng không? Trước là mình yêu nhau rồi, bây giờ mình cũng có chúc phúc cho nhau ấy. Ha. Được chưa? Rồi xin chào và hẹn gặp lại cô chú anh chị bạn trong những video tiếp theo.